Thưa quý vị và các bạn, bức phù điêu làm bằng gốm sứ tái hiện lịch sử Lào Cai trải dài từ thời kỳ đấu tranh cách mạng đến quá trình kiến thiết và dựng xây mảnh đất biên cương sau ngày tái lập, được xây dựng trên tuyến đường Hoàng Liên đã trở nên quen thuộc với người dân trong tỉnh. Một bức tranh thu nhỏ lịch sử của Lào Cai kể từ sau ngày thành lập đã hiện lên sống động, gây ấn tượng với bất kỳ ai được một lần nhìn ngắm. Ở Lào Cai, có lẽ mỗi chúng ta đều đã từng nhìn thấy bức phù điêu này một lần khi đi qua tuyến đường Hoàng Liên. Nhưng có lẽ ít ai biết nó có từ bao giờ và ý nghĩa của bức tranh này như thế nào. Ngày hôm nay, Diệp Chi sẽ đưa quý vị tìm hiểu rõ hơn về bức tranh đã gần 30 năm tuổi đời này. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, sau gần 2 năm thiết kế và xây dựng, bức phù điêu hoành tráng này đã được khánh thành vào năm 1996, nằm trong khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Từ nội dung chọn lọc đến màu sắc chân thực, chất liệu gốm sứ lâu bền, bức tranh được chia làm hai phần, thể hiện đầy đủ tinh thần chiến đấu, bảo vệ quê hương trong những năm qua và xây dựng Lào Cai tươi đẹp ngày hôm nay. Một mảng thì mô tả về cái công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên cương của nhân dân các dân tộc Lào Cai từ bắt đầu khi có tỉnh Lào Cai và kết thúc là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc. Thế còn một nửa bức tranh bên này đó, thì mô tả về cái sự xây dựng đất nước và con người Lào Cai, tất cả những điều biểu tượng cho cái sự xây dựng đất nước của tất cả các dân tộc Lào Cai là trí thức, công nhân, nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác để cùng góp tay góp sức xây dựng thành tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp và trực tiếp là thành phố Lào Cai. Để có được Lào Cai bình yên và phát triển hôm nay là sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc qua từng thời kỳ trên mọi lĩnh vực, phương diện của cuộc sống. Và bức điêu là chứng nhân lịch sử cho chặng đường phát triển của Lào Cai. Khẳng định bức tranh này nó miêu tả được đầy đủ một cái khái quát nhất về lịch sử dựng nước và giữ nước của Lào Cai và lịch sử phát triển của Lào Cai và con đường đi lên của tỉnh Lào Cai trong những năm tới và mãi mãi về sau. Tiếp bước những thành quả mà thế hệ trước để lại, thế hệ trẻ Lào Cai vẫn đang không ngừng học hỏi, phấn đấu, thể hiện khát khao cống hiến và xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp văn minh. Là một thế hệ trẻ trong thời bình, em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng tiếp bước các thế hệ đi trước, đồng thời cố gắng hết mình, phấn đấu trở thành một thanh niên lòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trở nên giàu đẹp và phát triển vững mạnh hơn. Bức phù điêu còn nguyên những giá trị của thời đại, nhắc nhở mỗi người dân Lào Cai chúng ta không được quên những ngày tháng chiến đấu anh dũng, khơi nên khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ngày một văn minh giàu đẹp.